Không thể tin được. Chuyện này là sao chứ? Chuyện này là sao? Thật sao? Xem kìa, vừa nhắc đã đến rồi. Hả? Cứ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi, đúng là không biết xấu hổ mà. Các người nghĩ chúng tôi không biết gì hết hay sao? Đám lừa bịp này đúng là không biết xấu hổ mà. Đi chỗ khác đi. Đúng rồi, đi đi. Đi. Nghe nói có một cô gái bị giết ngay chỗ cư trú của tăng đoàn các ông. Có đúng như vậy không hả? Không sai chứ. Chưa hết, thi thể còn được chôn ở đằng sau hương thất của Buddha. Vậy mà còn muốn tới đây xin cơm hả? Đi ra chỗ khác giùm cái đi. Chúng ta không cúng đồ ăn cho kẻ giết người. Đi mau. Xem ra ngài rất khát. Ngài uống chút nước nhé. Bất luận họ nói gì, chúng con vẫn tin Buddha. Dừng tay. Một giọt cũng không cho bọn họ. Ở đây các ông sẽ không xin được bất cứ thứ gì đâu. Đi đi. Thầy ấy sắp kiệt sức rồi. Từ khi thôn dân bắt đầu thù ghét các thầy tỳ kheo, thầy ấy không được ăn uống gì hết. Tiếp tục chịu đói như vậy, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Họ đúng là vô tri. Sao có thể chỉ trích ngài như vậy được chứ? Là lỗi của ta. Chính ta sẽ đích thân đi khất thực cho thầy. Làm sao mới có thể khiến cho người trong thôn tin cái chết của cô gái đó không hề liên quan đến chúng ta chứ? Bây giờ mọi người trong thôn đều trút hết oán hận lên người chúng con, thưa Buddha. Lấy oán báo oán thì oán kia không bao giờ dứt. Đem yêu thương hóa giải oán hận, đó mới là nguyên tắc căn bản nhất. Nhưng mọi người đều cho rằng đây là sự thật. Chúng ta phải làm sao để Buddha? Có ba thứ tuyệt đối không bao giờ bị bóng tối che khuất. Đó là mặt trời, mặt trăng và chân tướng sự thật. Không có thức ăn thì chúng ta có thể kiên trì được, nhưng mà không có nước sẽ khó khăn lắm. Trong thời gian này, đối với các thầy là một thử thách vô cùng gian nan. Nhưng trong thiền định du già có một phương pháp, đó là đưa lưỡi ra rồi uống cong lên, sau đó dùng miệng để hít thở. Như thế sẽ không cảm thấy khát nước. Ngài chắc chắn có thể tìm ra manh mối của hung thủ ngay trong nhà cô Manavika sao? Kẻ đã làm việc ác nhất định lưu lại dấu vết. Lục soát đi. Ngôi nhà này nghèo vậy lại có sợi dây chuyền quý giá. Đây là vật trang sức của đàn ông. Ở trên còn in dấu huy chương của dân tộc nữa. Dấu huy chương của tộc Sakiya sao? Con đã tìm ra sợi dây chuyền này trong nhà của cô Manavika. Con thực sự không hiểu sao trên đó lại có ký hiệu của dân tộc Sakiya được chứ. Con liền mang đến đây để đưa cho ngài xem thử. Xem ra cái chết của Manavika chắc chắn có liên quan đến một người nào đó của tộc Sakiya. Người đó đã tìm đủ mọi cách để làm hại ngài. Thưa Buddha, trong hàng đệ tử của ngài có rất nhiều tỳ kheo là dương tử của tộc Sakiya. Chắc là sẽ có người biết lai lịch của sợi dây chuyền này đó. Ta không dùng đến trang sức từ nhiều năm nay, nên không thể nhận ra nó. Trong tăng đoàn của ta cũng không có ai mang trang sức như vậy cả. Thưa Buddha,
Vẫn còn một việc nữa, chúng còn hỏi thăm hàng xóm của Manavika. Họ nói khoảng một năm trước họ thấy có một người thuộc dòng dõi Dương tộc đã tìm đến nhà Manavika giữa đêm khuya. Thưa Buddha, xem ra toàn bộ sự việc chính là một âm mưu. Họ muốn tìm cách phỉ báng ngài và các tỳ kheo. Biết được việc này không liên quan đến ngài, cho nên bệ hạ Pasenadi có thể yên tâm rồi. Ngày mai con sẽ tuyên bố khắp các thôn làng. Thực ra Buddha và các tỳ kheo của ngài đều là những người trong sạch. Những lời đồn đại của người dân đối với tăng đoàn cũng nên sớm kết thúc tại đây. Thưa Buddha, được ngài gia hộ như vậy, bằng mọi giá con nhất định sẽ tìm ra được hung thủ. Bạch Thế Tôn, trong tăng đoàn chỉ có một người một năm trước vẫn còn mang trang sức của tộc Sakya. Đó là thầy Devadatta. Bạch Thế Tôn, trong tăng đoàn chỉ có một người một năm trước vẫn còn mang trang sức của tộc Sakya. Đó là thầy Devadatta. Con nghĩ thầy Devadatta là người chủ mưu gây ra chuyện này. Thầy nói là do thầy Devadatta làm. Có bằng chứng gì hay không? Thưa không. Vậy thì đừng nghi ngờ thầy ấy. Sự thật không bao giờ bị chôn vùi đâu. Nếu tất cả những việc này đúng do thầy Devadatta đã làm, thì thầy ấy đối với nhu cầu giải thoát tất nhiên cực kỳ mãnh liệt. Nếu thầy Devadatta sanh tâm hổ thẹn, thì nội tâm sẽ chịu đựng mọi sự dày dò và càng mong muốn thoát ra được nỗi đau khổ này. Như trước đây Angulimala có thể hồi sinh làm Ahimsaka, thì cũng phải tin tưởng Devadatta. Con người muốn lột xác, trước tiên cần phải tự giác. Chúng ta gặp nhau giữa ban ngày không tiện cho lắm. Nhận được tin của bạn thì ta đã hiểu. Trong tăng đoàn có tin tức gì không Devadatta? Bạn à, ta nhớ là mẹ ta thường nói vận mệnh của Siddhartha rất tốt. Ta dùng Manavika để châm lên một ngọn lửa trong tăng đoàn, và xem ra bây giờ mọi thứ nó đang bốc cháy đó. Chẳng phải bạn cũng đang lợi dụng Sonadanda sao? Lần này Magadha của ta thua trắng rồi. Chẳng qua việc này vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không dừng lại đâu. Chúng ta thả một sợi dây dài để câu cùng cá lớn, sớm muộn gì ông ta cũng rơi vào tay chúng ta thôi. Buddha, bạn à, bạn có thể cho ta một vài người đáng tin cậy được không? Cho chúng giả làm tỳ kheo để trà trộn vào trong tăng đoàn. Ta còn muốn một khu rừng xem như một món quà mà chỉ có ta và các tỳ kheo đó mới được vào mà thôi. Devadatta, cả hai thứ ta đều có thể cho bạn. Nhưng mà bạn đang có kế hoạch gì vậy? Buddha, cứ luôn trầm mặc an tịnh, đúng chứ? Nếu như tăng đoàn châm lửa để Buddha kẹt trong đống lửa đó thì sao? Lúc đó ta muốn xem thử ông ta có còn an nhiên được nữa hay không.
Xin đừng lo lắng thưa bệ hạ, nhất định Buddha sẽ đến mà. Nếu một bậc thánh nhân như Buddha có thể đến đây để chủ trì nghi thức, quả thật là niềm vinh hạnh. Tâu bệ hạ, Buddha đến rồi. Kính thỉnh an ngài, con có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng. Xin bệ hạ cứ nói. Mấy ngày nay phụ dương con thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của con. Con hỏi các bà La Môn, họ nói chắc là do linh hồn phụ dương chưa siêu thoát. Con muốn cử hành tế lễ để cầu siêu cho vong linh. Trí tuệ của ngài đây vô biên, con cầu xin ngài hãy chủ trì buổi lễ tế này để an ủi phụ dương con, khiến cho ông ấy có thể được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Đương nhiên là được thưa bệ hạ. Xin ban hai bình sứ đến đây, một bình chứa đầy tinh dầu, một bình chứa đầy đá cuội. Rồi sau đó hãy lấy giải bịt kín miệng bình lại và mang đến bờ sông. Ta sẽ chờ các vị ở đó. Thần sẽ lập tức đi chuẩn bị thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ, ngài hãy đem hai bình sứ thả xuống nước. Bệ hạ, người hãy đập dỡ hai bình sứ này đi. Thưa bệ hạ, ngài hãy nhìn thật kỹ, tinh dầu nổi lên trên mặt nước. Bây giờ ngài thử nói xem, nếu mời người khác đến chủ trì tế lễ, những tinh dầu này có chìm xuống dưới đáy sông chăng? Không thể được, vì đặc tính của tinh dầu vốn là vậy. Rất chính xác. Cùng một đạo lý đó, nếu như cử hành bất cứ tế lễ hay nghi thức dạy đà nào, có thể khiến cho đá cuội nổi lên trên mặt nước được hay không? Cũng không thể. Như vậy là đi ngược với quy luật tự nhiên. Chúng ta và tự nhiên cũng có gì khác biệt? Chúng ta vốn là một phần của tự nhiên. Ngài nói rất đúng thưa Thế Tôn. Thưa bệ hạ, trên thực tế, nếu như tổ tiên chúng ta đã từng gây ra lỗi lầm, gieo quả không tốt, thì những năm tháng còn lại của họ tự nhiên cũng giống như những hòn đá cuội kia vậy. Nó sẽ chìm sâu xuống đáy nước. Còn làm được những việc công đức thì cũng như tinh dầu nổi lên trên mặt nước vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Không chỉ trong cơ thể của một kiếp này, mà còn suốt nhiều đời kiếp luân hồi khác nữa, đều phải gánh chịu nghiệp quả do họ đã gây ra. Ngài thử nói xem, quy luật tự nhiên này thì lễ cúng nào, kinh văn nào, việc hiến tế nào hay bất cứ nghi thức nào có thể thay đổi được nó? Thưa bệ hạ, dù là ta cũng không có năng lực đó, chỉ có việc thiện mới có thể giúp ngài mở ra cánh cửa giải thoát. Rốt cuộc ngài có thần binh gì? Chỉ trong thoáng chốc đã phơi bày hết chân tướng sự thật ra trước mắt. Nếu không có lòng thương xót của ngài, con còn tàn sát bao nhiêu sinh linh nữa đây. Con rất may mắn được ngài dùng thanh kiếm trí tuệ chặt đứt lòng ngạo mạn của con. Kính đa tạ ngài. Số mệnh của ta đúng là khổ vì con. Dù đã quy y theo Buddha, nhưng tâm của con vẫn không hề thay đổi. Con tuyệt đối không trở thành Buddha được đâu. Vì ngàn năm một thuở,
mới có một vị Buddha này. Không, hãy quy y Buddha đi con à. Không, 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 không. Xin Ngài tha thứ cho chúng con. Xin hãy cứu chúng con. Ngoài bản thân các thầy ra, không ai có thể cứu được các thầy. Không ai có thể làm được điều này cả. Cũng không ai có đủ năng lực này. Con đường là phải do các thầy tự mình bước đi. Chúng con tuân theo lời Ngài. Không cần nhiều như vậy đâu, xin cô hãy lấy lại một nửa đi. Ta có thể nói với Ngài vài câu không? Được. Trong cuộc đời của ta, từng gặp rất nhiều vị quốc vương và nhiều tôn giả học thức uyên bác, nhưng mà trên gương mặt của họ luôn có nét lo lắng âu sầu. Không hiểu sao tỳ kheo các thầy lại luôn quan hỷ an lạc như vậy. Cắt đứt hết mọi vướng bận của quá khứ, không xin khởi vọng niệm về tương lai. Tôi có thể cáo từ chứ? Xin đợi đã. Ta thấy rằng bác cô thầy vẫn còn trống. Thầy hãy mang cái này về, xin trao tận tay cho Buddha. Bệ hạ Ajatasattu dặn con mang cái này về và trao tận tay cho Ngài. Ta khất thực để sống qua ngày, cần dương miệng này để làm cái gì chứ? Đi thôi Anan. Thời khắc này lòng Ajatasattu sạch không bận nhơ. Sao ông ta không đích thân đến đây? Lòng tự tôn không cho phép ông ấy đến đây gặp ta. Còn lòng từ bi của Ngài sẽ đưa Ngài đến gặp kẻ tội lỗi ấy. Người như vậy cũng có thể đi trên con đường an vui được sao? Đương nhiên có thể. Không có con đường đưa đến an vui, mà an vui vốn là con đường. Bạch Buddha, Ngài đến rồi ư? Sao Ngài không báo trước cho con? Xin mời, mau vào trong đi thưa Buddha. Ta đến đây đem vật này trả lại cho chủ. Không đâu thưa Buddha, con không cần nó nữa. Tham vọng để có được nó đã khiến cho con gây ra biết bao lỗi lầm. Chỉ có lòng con biết rõ thôi, nhưng con chưa từng nghe theo nó. Cả cuộc đời này con đã chà đạp nó một cách rất tàn nhẫn. Nhưng mà ngày hôm nay, lương tâm của con đã thực sự được đánh thức. Con muốn sự bình yên, nếu không chắc con sẽ điên mất thôi Buddha. Bình yên khởi lên từ trong tâm, không phải là cầu xin từ bên ngoài. Con nên làm gì? Phải làm sao mới được đây? Chẳng lẽ phải giống như con chó tự liêm vết thương của mình hay sao? An trú nơi chính mình. Ngài là vua của một nước, nương theo chánh pháp để cai trị đất nước. Trong lòng tự nhiên sanh khởi hạnh phúc và an lạc. Vua an thì dân mới an. Buddha ơi, nhưng giờ tâm của con đã tan nát rồi. Con đã hoàn toàn bị suy sụp Buddha. Ngài thích âm nhạc không? Có chứ, rất thích thưa Buddha. Con còn biết chơi cả đàn vina. Vậy hãy nói cho ta nghe, khi dây đàn bị trùng, Ngài có đàn được không? Không thể thưa Buddha, vì như thế thì âm điệu của nó sẽ không hay nữa. Ajatasattu nói rất hay. Vậy nếu như dây đàn quá căng thì sao hả?
Nếu vậy thì lúc đó dây đàn sẽ bị đứt. Như vậy thì phải chỉnh dây đàn, vừa phải không căng cũng không chùng. Các dây đàn cùng hòa điệu với nhau mới có thể tấu lên được những âm thanh du dương bay bổng, đúng vậy không? Ngài nói rất đúng. Ajatasattu, bây giờ dây đàn của ngài quá căng, chỉ gãy nhẹ thôi cũng đứt dây. Ngài hãy an trú trở lại, bình tĩnh trở lại, giống như dây đàn vậy. Ngài hãy điều chỉnh lại tâm của mình, thì nhạc điệu trong tâm mình tự nhiên sẽ du dương. Ngài nói đúng, nhưng tội nghiệp của con sâu nặng, làm sao có thể thoát khỏi nỗi dằn vặt trong lòng đấy chứ? Bị nỗi dằn vặt quấy rầy thì nên tìm ra gốc của nó. Ajatasattu, mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra, tự mình tấu lên một khúc nhạc, âm điệu hài hòa khiến mầm chánh pháp từ từ sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, đại thần và cả quan lại đều có thể cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp của ngài. Ngài nói gì cũng đúng hết, Buddha. Xin hãy nhớ kỹ, một vị quốc vương phải lấy tâm trị nước, chứ không phải bằng đao binh sắc bén. Con xin được ghi nhớ từng câu từng chữ của ngài. Con là một kẻ tội lỗi, vì mưu cầu dương vị mà đã sát hại cha mình. Bây giờ con nhất định sẽ bước ra khỏi bóng tối âm u đó. Xin được làm một tia sáng của ngài, hãy cho con đi theo bước chân của ngài đi. Con cầu xin ngài. Ta nhận thấy rằng tâm địa của con không hề xấu xa, Ajatasattu. Nếu như ở trên đời này con đi tìm tình yêu, chứ không phải là đi tìm người mình yêu, vậy thì con sẽ phát hiện ra con chính là người duy nhất để con yêu và tha thứ. Buddha, Buddha ơi, kính thỉnh an Buddha. Ngài đi đâu mà đắp chiếc y mỏng manh vậy ạ? À? Dù là lạnh hay nóng đều không thể ảnh hưởng đến ta. Thật là kỳ lạ, chúng con đến tinh xá mới biết ngài đã đi khất thực, xin ngài từ bi nhận sự cúng dường bữa cơm trưa của chúng con. Cảm ơn các vị. Chúng con nên cảm ơn ngài mới đúng, mời Thế Tôn. Hãy nhớ rằng, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại Buddha. Hãy
Trước sau gì thì ngươi cũng chết thôi, Siddhartha. Có thể số ngươi không chết với lưỡi dao của ta, nhưng vậy thì đã sao? Xem đi, ngay cả thiên nhiên cũng phó thác cho ta, để ta có thể đưa ngươi rời xa thế giới này. Trời lạnh như vậy, tại sao ông ta phải ngâm mình dưới nước? Buổi sáng hôm nọ, vị bà la môn này đến đây tắm gội. Tắm xong lên bờ, ông ta đạp lên một con ếch khiến nó bị chết, nên cảm thấy thân tâm không sạch sẽ, tội nghiệp sâu nặng. Vì muốn rửa sạch tội, ông ta quyết định ngâm mình trong nước như vậy 108 lần. Nghe ta nói đi, ông lạnh đến phát run rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ bị bệnh đó. Thưa thánh nhân, con đã vô ý phạm phải tội sát sanh. Con sông này là một nhánh của sông Ganga, nó có thể rửa sạch tất cả tội lỗi của con. Nếu như ngâm mình dưới nước có thể rửa sạch tội, vậy thì con ếch mà ông đã giẫm chết sống ở dưới dòng sông này sao lại có thể không thanh khiết được chứ? Nếu như ông cho rằng ngâm mình ở dưới dòng sông này có thể rửa sạch mọi tội lỗi, vậy thì tất cả sinh vật ở dưới dòng sông này, cá, rùa, rắn, ếch, tất cả những sinh vật ấy đều có thể được giải thoát. Thưa thánh nhân, ngài nói rất phải. Nước sông thánh không thể rửa sạch tội lỗi của ông. Nếu như muốn rửa sạch tội nghiệp, bản thân ông phải biết thức tỉnh. Giải thích cách đơn giản như vậy thì chắc chắn ngài không phải là người tầm thường. Thưa thánh nhân, chúng con chỉ biết thực hành theo những nguyên tắc đã có từ bao đời nay, và hôm nay ngài đã thức tỉnh cho con. Những ghi chép ở trong sách vở truyền đạt tri thức cho chúng ta qua các tập tục bao đời truyền lại đều phải có tâm hoài nghi tìm tòi. Hãy thắp sáng ngọn đèn trong tâm của mình, hãy làm ngọn đèn của chính mình. Ngài thật là phi thường, thưa thánh nhân. Thầy Moggallana, sao thầy lại bi thương như vậy? Mấy đêm nay trong lúc ngồi thiền, tâm niệm của con luôn nhớ về mẹ. Lúc con còn nhỏ, vô tình hoặc cố ý con đã làm tổn thương bà, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho con cảm thấy đau buồn. Lúc mẹ còn sống, con chưa làm tròn hiếu đạo. Sau khi mẹ qua đời, con muốn làm chút gì đó có thể khiến thần thức của mẹ con được an ổn. Nhưng lần nào con cũng nhìn thấy à...
Mẹ à! À! Giấc mơ này khiến cho con không an giấc một chút nào. Thu Buddha, giấc mơ này là sao? Thầy Moggallana, lúc mẹ của thầy còn tại thế, có làm chuyện ác gì chăng? Thưa Buddha, lời nói và hành vi của bà luôn khiến cho người khác khó chịu. Con cũng không biết làm sao để có thể ngăn cản được bà. Dù sao đi nữa thì bà cũng là mẹ của con. Con nên làm thế nào để giảm nhẹ nghiệp chướng cho bà? Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con. Cho dù lời nói và hành vi của mẹ thầy không tốt, nhưng mà tình yêu của thầy đối với mẹ không hề giảm sút. Ta thấy vô cùng cảm động. Ân tình của mẹ như trời cao biển rộng, suốt trọn ngày đêm. Con người đều không nên lãng quên. Sự hiếu kính đúng nghĩa đối với mẹ cha không gì bằng sống một cuộc đời hiền lương hạnh phúc. Nếu sống được như vậy thì đó chính là cách đền đáp cho cha mẹ tốt nhất. Cuộc sống của thầy chính là như vậy đó thầy Moggallana. Thầy sống một cuộc đời lý tưởng trong sự hòa bình và dâng hiến, đem công đức tu hành của thầy hồi hướng cho cha mẹ của mình, thì tội nghiệp của họ sẽ được giảm nhẹ. Con cảm ơn Buddha. Hãy chọn một ngày thù thắng, thầy cùng với các thầy tỳ kheo ở trong tăng đoàn thực hành nghi thức trợ lực tiêu trừ nghiệp ác cho mẹ của thầy. Moggallana, tu thiền và sự cầu nguyện chân thành có năng lực rất là lớn, có thể tiêu bớt nghiệp ác của mẹ thầy, khiến bà ấy có cơ hội đi vào con đường chánh pháp. Chúng ta nên sắp đặt pháp sự, cũng khiến cho chúng tỳ kheo trong tăng đoàn đều có thể nguyện cầu hồi hướng cho cha mẹ của mình, dù cha mẹ còn tại thế hay là đã qua đời. Ngài thật từ bi, có thể lo nghĩ cho tất cả mọi người. Thầy Moggallana, một ngọn đèn có thể thắp sáng rất nhiều ngọn đèn, nó không ngăn được ánh sáng, trên thực tế lại càng tăng thêm sự lung linh rực rỡ. Niềm hoan hỷ được lan truyền nhờ sự sẻ chia. Thế Tôn, mẹ của con gần đây thân thể không được khỏe. Ở thôn Nala nơi quê nhà của con không có người chăm sóc cho bà. Nếu như được ngài cho phép con được... Thầy không cần sự cho phép của ta. Chăm sóc cha mẹ luôn là việc quan trọng nhất. Hầu hạ song thân là cơ hội rất khó được. Này Sariputta, nếu đem tâm chân thành chăm sóc cha mẹ thì cảnh giới thiền định của thầy cũng được tiến bộ. Bạch Thế Tôn, có pháp nào có thể khiến cho tâm của mẹ con được an tịnh không? Cách tốt nhất chính là gìn giữ thân thể khỏe mạnh, đừng có tiếc thương những chuyện đã trải qua, cũng đừng nên lo lắng những chuyện chưa đến. Ngay trong chính khoảnh khắc này chính là điều mà thầy cần phải hoàn toàn chuyên chú, hoàn toàn thấu triệt. Ngay tại thời khắc này, nhờ được ơn ngài thương xót, con sắp phải xa ngài rồi. Bạch Đức Đạo Sư, thắc mắc của quốc sư cũng rất đáng để suy ngẫm. Người bảo vệ đất nước đều buông bỏ vũ khí của họ, vậy thì ai đứng ra bảo vệ người vô tội? Những người phản đối con đã đưa ra đề nghị rằng đặt ra chính sách mới. Hiện nay tất cả những lời giảng dạy của các thầy tỳ kheo đã làm ảnh hưởng đến binh sĩ ở trong quân đội. Thưa Buddha, điều khiến cho con càng lo lắng hơn nữa
chính là lãnh thổ này dưới sự cai trị của con. Chỉ mong các vị quốc vương khác sẽ không đến quấy rối các thầy tỳ kheo vô tội. Con xin ngài hãy giúp con giải quyết vấn đề này, thưa Buddha. Ajatasattu à, xin đừng lo lắng. Ta không hề muốn các binh sĩ vì tiếp cận kiến nghị không sát sanh của ta, rồi sau đó làm trái với chánh pháp của họ, rồi không thi hành nghĩa vụ đối với đất nước, đối với nhân dân và đối với quốc vương. Ta sẽ tuyên bố quy tắc này trong buổi thuyết pháp. Các tỳ kheo không được truyền dạy chân lý cho binh sĩ đang thi hành nhiệm vụ. Anan, thầy hãy nói rõ điểm này cho toàn thể tăng đoàn biết. Bạch Buddha, con có thể hiểu được đạo không sát sanh, nhưng mà trong lòng vẫn còn nhiều mối hoài nghi quá. Đại vương xin cứ nói ra. Trách nhiệm của một quốc vương, của tướng quân và binh sĩ là trừ tà diệt ác, để cho tất cả thần dân ở trong nước đều có thể quy hướng về sự giáo hóa của vua. Ngài đã dạy chúng con không được sát hại và từ bi, phải giúp đỡ người khổ nạn bần cùng. Nhưng ngài có cho phép con trừng phạt kẻ phạm tội chăng? Vì bảo vệ vương quốc, vì người thân của mình mà bây giờ hô hào phát động chiến tranh, như vậy có hợp lý không? Ajatasattu, từng có một chuyện xảy ra như vậy. Trong thôn nọ xuất hiện một con rắn độc. Nó đã cắn rất nhiều người và khiến họ phải mất mạng. Người trong thôn vô cùng lo sợ. Trẻ con cũng không dám chơi gần gốc cây có rắn độc ở. Một hôm nọ, có thầy tỳ kheo đi ngang qua đó. Thầy tỳ kheo ngồi nghỉ ở dưới bóng mát của gốc cây kia. Rắn độc bò ra định cắn thầy. Thấy sắc mặt của thầy tỳ kheo vẫn điềm nhiên, nó cảm thấy rất kinh ngạc. Thầy tỳ kheo nói với nó rằng, khi con cắn người và gây tổn thương cho họ, họ sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí là mất mạng. Rắn độc liền khởi tâm từ bi. Từ đó nó quyết định sẽ không hại người và cũng sẽ không bao giờ cắn người nữa. Khi thấy rắn độc không cắn người, người ở trong thôn dần dần hết sợ. Họ bắt đầu trêu chọc nó. Trẻ con dùng chân đạp lên trên đuôi của nó. Nó không hề làm tổn thương ai. Đám trẻ con ném đá vào nó. Nó cũng không hề muốn báo thù. Đói khát và đau đớn khiến rắn độc kiệt sức. Đêm đến, nó chỉ nuốt vài hạt sỏi. Còn ban ngày, lại bị người khác công kích. Con rắn đã bị thương rất nặng. Người ở trong thôn còn xem nó như sợi dây. Một ngày kia, thầy tỳ kheo nọ lại đến. Thầy tỳ kheo thấy rất đau lòng khi chứng kiến tình cảnh lúc này, lúc đắp thuốc cho nó. Thầy tỳ kheo liền hỏi, tại sao con lại rơi vào cảnh ngộ giống như vậy kia chứ? Rắn độc trả lời, con đã lãnh ngộ được lý đạo nên không cắn người nữa. Thầy tỳ kheo liền cười và nói rằng, ta bảo con kiềm chế bản tính hung hăng, nhưng con lại làm mất bản tính tự vệ của mình. Con không cắn người thì cũng phải khè lưỡi ra để mà dọa họ. Bất cứ sự thái quá nào trong hành vi, dù đó là không sát sanh, cũng đều biến thành bạo lực. Người có tội phải trừng phạt đúng theo tội của họ, thì tất nhiên họ sẽ kiêng sợ con. Nhưng phải nhớ, không nên để thù riêng hận cũ chi phối sự phán quyết của mình. Người phạm tội bị trừng phạt là vì tội lỗi và ác nghiệp mà họ đã gây ra. Nếu con nóng giận, nếu con ganh ghét hay tham lam can dự vào, thì con rất khó định đoạt. Lấy thiện thắng ác. Khi tà ác thắng thế, nhân tính sẽ không tồn tại.
con cứ việc làm theo luật pháp và ý kiến của triều thần và cả dân chúng, và điều quan trọng là đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi. Con hãy nhớ rằng đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi. Bạch Buddha, những lời giảng dạy vừa sâu sắc lại tràn đầy trí tuệ của ngài đã xua tan bóng tối trong lòng của con rồi, đã gợi mở cho con rất nhiều điều. Dạ, xin mời Buddha tới nghỉ ngơi dưới gốc cây kia ạ. Xin mời ngài. Phải đó, mời ngài nghỉ ngơi một lát. Bạch Thế Tôn, xin ngài nghỉ một lát. Ngài đã mệt lắm rồi, hay là hôm nay ngài đừng nói pháp nữa. Này Anan, chân lý vô thượng không nằm ở giữa hư không, mà là nằm trong tâm của mỗi người. Mọi người đều siêng năng giữ gìn năm giới đó chứ? Dạ có. Vậy thì ngày hôm nay mọi người hãy cùng nhau bảo đảm rằng đối với hàng con cháu thì nhất định phải yêu thương che chở, còn đối với người lớn tuổi thì phải thương yêu chăm sóc hết mình. Chúng ta phải biết cảm thông với những ai nỗ lực cố gắng. Đối với kẻ yếu đuối, dù họ sai trái như thế nào cũng nên hành xử rộng lượng. Chúng ta phải nhớ rằng những cơ hội này đều có ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Thưa Buddha, có đôi khi chúng con sơ ý làm những việc không đúng với pháp. Nếu đối với những hành vi này con cảm thấy ăn năn, thì khi con gây nên những điều sai quấy, cần phải thường xuyên sửa đổi hành vi của mình. Tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta. Nếu như tư tưởng không tốt thì nó sẽ thể hiện qua hành động, khổ đau cũng từ đó mà sinh ra, giống như bánh xe lăn theo hướng của chân người kéo. Trong lòng các vị luôn nghĩ đến điều thiện thì việc làm của quý vị cũng là nghiệp thiện, và hạnh phúc đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh quý vị trong cõi đời này. Vậy thì gặp những biến cố khác trong cuộc sống thì sao? Xin ngài hãy chỉ giáo. Tóm lại, chỉ có 3 điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất, chúng ta có yêu thương một cách chân thật hay không? Điều thứ hai, chúng ta có sống một cách trọn vẹn hay không? Điều thứ ba, tiến hơn một bước nữa, chúng ta có thể buông bỏ tất cả hay không? Sở dĩ chúng ta sinh tồn chính là để tìm cầu ý nghĩa của sinh mạng. Khi chúng ta hy sinh bản thân, dâng hiến cả trái tim và thần thức của mình, cũng chính là lúc chúng ta thấy được chân đế của sinh mạng. Tăng đoàn giờ đây thật trống vắng. Ngài không nói nhưng con biết ngài cũng rất đau lòng. Con quên rồi hay sao Anan? Con có còn nhớ không? Ta từng giảng cho con nghe, sự sống và cái chết như bóng theo hình, tụ hợp rồi cũng có lúc ly tan. Hết thảy các pháp đều là vô thường, không nên bám chấp vào nó. Sự sống và cái chết, mặt trời lặn, mặt trời mọc, thầy cần phải vượt qua những thứ ấy. Thầy Sariputta giống như một cành cây vững mạnh vậy. Thầy ấy hiến dâng đời mình để nuôi dưỡng toàn thân đại thụ, nhưng cành nhánh vẫn ở trong thân cây đại thụ ấy. Cây đại thụ đó chính là tăng đoàn tỳ kheo tu tập theo chánh pháp, đang sinh trưởng dương mình ra khắp thế gian. Này A Nan, khi thầy mở mắt ra sẽ nhìn thấy được thầy Sariputta đang hiện hữu trong những tàn cây này, nơi ánh trăng,
trong những người mà thầy ấy đã từng dạy dỗ qua, cũng ở trong Tathagata, trên các nẻo đường mà thầy ấy từng đặt dấu chân qua. Con đừng nghĩ rằng thầy Sariputta đã rời xa chúng ta. Thầy ấy luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Này các thầy tỳ kheo thân mến của ta, thầy Sariputta đã nhập Niết Bàn. Hôm nay ta muốn nhắc nhở các thầy. Các thầy hãy làm ngọn đèn của chính mình. Sự chiến thắng ấy chỉ thuộc về bản thân các thầy. Và hãy ghi nhớ là chiến thắng bản thân mình còn quan trọng hơn là chiến thắng được kẻ khác. Bất kỳ ai cũng sẽ không thể nào cướp đi được. Bất luận đó là chư thiên hay là Atula, bất luận đó là cõi trời hay chốn địa ngục. Ngài đang nhìn gì trên bầu trời vậy, Bạch Thế Tôn? Ta đang nhìn lại dung mạo của những người đã ra đi theo quy luật của tự nhiên. Họ không còn trên thế gian này nữa. Cảnh sắc của Vesali quả là tuyệt đẹp. Ngay cả thần miếu cũng đang lấp lánh hào quang. Anang à, ta sẽ nghỉ ở miếu Champa một lát. Bạch Thế Tôn mời ngài nghỉ ở đây, con sẽ ra ngoài đi khất thực. Tại sao chim chóc lại an tĩnh như vậy? Ôi trời, có chuyện gì vậy? Động đất rồi. Chạy đi, mau chạy đi. Mong là ngài không sao. Mau lên, mau lên. Chạy đi. Ngài không sao chứ ạ? Đột nhiên chim chóc im bặt không một tiếng kêu. Bốn bề đều rất yên tĩnh. Sau đó thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Bạch Thế Tôn, đây là điềm báo sắp xảy ra tai nạn gì chăng? A Nan à, hãy đến ngồi bên ta một lát. Xin ngài chỉ dạy. A Nan à, ta đã quyết định sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Đại Niết Bàn.
Bạch Đức Như Lai, ngài nói gì vậy? Chắc chắn là con đã nghe nhầm rồi. Sau 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Đại Niết Bàn. Sao ngài lại quyết định như vậy? Điều ngài nói không phải là thật. Ngài đang thử con có đúng không ngài? Mỗi con người, ai sinh ra rồi cũng phải đến lúc chết đi thôi. A Nan, ta là bậc giác ngộ, nhưng cơ thể của ta đã đến kỳ hạn rồi. Ta đang đứng trên điểm cuối cùng của sinh mạng. Trong suốt 80 năm qua, ta đã chứng kiến biết bao nhiêu lần cảnh mặt trời lên, mặt trăng lặn xuống, sinh rồi lại diệt. Con cũng nhận ra hầu hạ ta là một việc không dễ dàng nữa. Không đâu, Bạch Đức Như Lai, con đã từng than vãn với ngài chăng? Hay là con đã phụng sự ngài không được chu đáo? Thế Tôn, sao ngài có thể bỏ thế gian này? Ngài từ bi như vậy, sao có thể bỏ rơi các tỳ kheo đệ tử của ngài? Xin ngài hãy thương xót chúng con, hãy xót thương đệ tử của ngài đi. Xin ngài. A Nan à, hãy nhìn vào ta đi. Lau khô dòng nước mắt đi A Nan à. Tập trung tinh thần, trách nhiệm trên vai của thầy rất là nặng đó. A Nan à, thầy hãy triệu tập tất cả các tỳ kheo tập trung tại giảng đường Kutagara. Ta sẽ nói một thời pháp cuối cùng ở đó. Thế Tôn ơi, con không làm được đâu. Lòng con rối như tơ vò, con không làm được vậy đâu Thế Tôn. Thất bại lớn nhất trong đời người chính là trốn tránh năng lực của chính mình. Thầy vẫn chưa biết sức kham nhẫn của thầy lớn đến chừng nào đâu. Vậy là ngài sẽ rời xa chúng con thật sao? A Nan à, thầy muốn bước đi trên con đường này thì trước hết phải trở thành chính con đường đó. Có chứ. Cảm tạ ngài. Ngài lại đem phần khất thực chia sớt cho người khác rồi. Nhìn những đứa trẻ được ăn, ta cũng thấy no lòng rồi A Nan à. Bạch đạo sư, hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni trong vùng đã tập hợp lại giảng đường Kutagara rồi. Bây giờ ngài đến đó chứ? Thành Vesali đẹp biết bao. Đây là cuối cùng Tathagata ngắm nhìn Vesali. Này A Nan, rắn có thể lột bỏ da cũ trở thành hình hài mới. Cũng vậy thôi, thầy cũng nên buông bỏ những chuyện đã qua. Hôm nay sau khi giảng pháp xong, chúng ta sẽ đến thành Ba Pha. Thank you.
bất cứ người nào muốn nghe chân lý. Cánh cửa chánh pháp của chúng. Nam mô A Di Đà Phật.